Thế sao tôi khi rời thành phố Hiroshima yêu yêu quý là anh về Osaka anh sẽ tiếp tục con đường của anh làm gì? Kiếm tiền. Ok, ca sĩ đây. Nhưng mà công việc nó không có gì cả. Chỉ là bốc vác thôi. Công việc của anh là lâu nay sang Nhật là làm gì? Nếu muốn còn bát sách. Bát sách của chị này anh thành lèo. Thôi rất là hạnh được làm quen với anh. Cảm ơn chú nhá. Chương trình anh em mình còn dài, một năm qua thì nó không có thời gian, thực sự là nó không có thời gian nên là bọn là anh em mình không gặp được nhiều. Hầu hết là chưa, ta đang giới thiệu bản thân, cái trách nhiệm phỏng vấn bạn tí anh em sẽ được quân dài, anh em sẽ giới thiệu cho Hải Phòng thời gian con cả đến. Ví dụ như Hùng rồi đâu sẽ đứng như Hùng con kia này thì anh em mình uống ít đúng không? Một cứ cho nó vậy đi. Ừ, sang bên Nhật để làm việc để công tác được 35 còn gọi ý cho 35 nhưng mà sang bên đất Hiroshima là 1 năm xong em trở về của không ước Osaka rồi con đấy cũng phải em sau là 25 con nồi đấy cho con nồi ấy nên đi em nhìn chung là sang đây tất cả sang đất Hiroshima này tất cả là anh em dành tình cảm cho tất cả là ba anh em là cũng là tất cả dành cho em một bài nghe rất là quý và không biết nói gì hơn, tôi cảm ơn tất cả anh em. À quên mất, quê em ở Hải Phòng. Đi rồi này. Cảm ơn tất cả mọi người, em tên là Hùng, em sinh năm 90, quê Thanh Hóa. Người hay gọi là Hùng Thanh Hóa là Hùng 36 nè. Anh Tòng mà, Phá Anh Tòng. Em sang Nhật thì em sống ở Midori. Phá điện thoại thì phạm một tay mình vào. Cái gì? Nhéo đi. Tâm một tay mình vào mà. Chị Nhật đâu, chị Nhật về đâu. Chị ăn cơm à. Thì nhất là sang đây quen được anh Khoa với anh Biên với anh Quyết á. Thì sau là quen được với thêm 3 người mới nữa. Ai? 3 người mới tính bao nhiêu rồi? Một tiếng bao nhiêu? Chờ xíu, chờ xíu. Dân xin lỗi nha mọi người, không biết tên nhưng mà... Đấy, 25 rồi. Chờ xíu, chờ xíu. Dân chỉ có 3 người, 13 người biết tên. Bây giờ mới biết tên 2 người đó. 13 người biết, 13 người là xem chút tụng. Hùng. Chờ xíu, chờ xíu, chờ xíu. Chờ cái phần đấy nè, sau thì ta đâu đi kiểu. Lâu, lâu, không lâu. Nếu mà quên thì có một ly xin lỗi. Không. Tôi Em tên Ký ở Nghệ An, nhưng trong này biết hết rồi chỉ có mỗi anh này, cái tên này anh Long với anh Chuyên thôi, em giới thiệu ba anh em thôi, còn đây okay. Em biết hết rồi. Là em tên Ký, sinh năm 95 ở Nghệ An, quê Nghệ An. Vâng. Em qua đây cô hai của Hùng với anh Dũng này, còn em với anh đây là mới qua được gần 5 tháng. Vâng. Em ở Midori, đi qua đây vẫn địa chỉ 2538 nếu để mùng 8 thì con nhiêu ngày thì em cũng đến 2-30 nữa kìa. Không biết tiệm em có quả cười thì em biết là không nhiều. Phải nói ba anh em tôi mà giới thiệu những anh em chưa biết tên này. Lớp về sớm sao đó. Đó đúng quá, đâu rồi, đây đồ ấy. Cắt 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 Không, sao không,
Ok, ui. Đấy, ui. Ui, đấy, ui. Ui, đấy, ui. Quá, ui. Quá, ui. Không có ngại, không biết, nhưng mà chăng đi xe đột quá. Ờ, không ngại à? Chưa, xe đột. Xe đột không ngại. Ờ, xin năm tốc 7. Tốc 7. Ôi chê. Ôi chê. Lại thằng tao từ nếu. Trời ơi, thằng khổ. Đấy là con số của em. Lại đụng hàng rồi. Chị bảo là tao nhận khổ hết. Trộn là số khổ nữa. Tuổi tầm 7 là số khổ nữa. Tôi đây. Số khổ thôi có tình yêu. Chân 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 chân. Cứ nghĩa là chú này là đầu tiên. Còn bác là phải chốt ra. Không có em ra. Còn hồi nữa là bác chốt hàng được. Thôi em hiểu rồi. Em muốn chốt hàng em. Chưa. Em hiểu là thôi chốt hàng. Xin lỗi anh em nhá. Mình là Dung. Ồ. Sơn Kim quê nhau Bình Liêu Nghệ An. Nhau đây cứ. Giáp với Thanh Hóa. Rồi. Viết sinh mùng 7. Bắt đầu điêu ấy, điêu đấy. Điêu đấy, ai điêu đấy. Trời ơi, điêu tháng 10. Mùng 7. Rát, rát, tính tình. À, xin phép anh nhá. Anh ai muốn em đi dựng nói thì là ai mới ra điêu. Anh ơi, làm anh có đấy. Thôi, bây giờ làm. Thôi, thật vui. Giờ để chốt hàm mà nói một phát tiêu. Rồi hết đi, để ta đồng bàn phát. Rồi, số. Tất cả em gật. Tạo không thiết. Có nghĩa là mình mời với lệ thằng Ninh được chưa? Đúng rồi. Là sai luôn luôn sang cho mời em. Cả là sai. Im luôn nó sang cho mời em. Luôn chọc anh chưa hiểu đâu. Bác xin được. Bác chưa hiểu anh chưa hiểu đâu. Thảo luôn nó sang cho mời em. Em chọc những ngày phải. Em ai là mời 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 em sang mời em. Đây, mỗi anh em mình này. Ý là mình với được. Anh Luân, mình anh Dùng là giống như cung, giống như anh em mình đưa đưa tiền. Đúng không? Anh Dùng. 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 Em trẻ lắm. Đúng rồi. Anh hiểu mà. Anh em mình không phải là. Hôm nay là sao? Mà anh em mình về Việt Nam nếu mà có. Việt Nam sẽ gặp nhau. Ôi, em sẽ lấy Osaka. Em xin hứa luôn. Chắc chắn rồi. Osaka. Anh kia tài. Tao hứa, tao sẽ đóng cái ca, mày. Anh chưa bắt tay được, chưa? Tao không, tao thấy,
Thật ra em đừng tin lời thề. Mỗi mỗi khoa với anh Quyết à? Đúng không? Bán đây đúng không? Chạy đến nhà mình gặp thành đấy không? Phải gặp đâu? Anh em vừa để vào tôi chơi lại. Phải gặp cho nó bắt buộc. Anh em đang thấy gì chưa nhỉ? Anh em ơi! Ơi! Uống hết đi. Tí uống nhà không để kiến này. Không, ăn hiếu ăn. Hiếu, hiếu. Phao rồi. Chắc kiểu là thấm nè. Black em bút em Black. Anh hóa em dậy là dậy. Anh hóa em dậy là dậy. Anh hóa em dậy. Bia đã hết chưa nhỉ? Bia hết rồi. Tao sửa ra. 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 Bác nếu mà trách thì tôi nghĩ là đâu ổn đâu. Tôi nghĩ cái này đã nhiều hết rồi nó ổn. Anh nghĩ nhiều lắm rồi. Hay là càng đi. Đâu có tí rượu nhộn nhộn hết rồi. Nói chung là gì đâu có đâu. Nhộn hết đâu 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 anh em đi gặp nhau riêng đi nói đi anh em mình cả là gia đình chưa mà anh phê gia đình anh em mình gia đình này không đi không mặc quần jean đâu chứ hết ngay không tao không mặc quần jean là tôi không mặc quần jean anh ơi tôi chưa quên có mặc quần jean phải có mặc quần jean một thằng ạ hân ơi là không mặc quần jean riêng tôi là có mặc quần jean các ạ đi thôi không mặc quần jean quên cảm ơn lão đấy là gia đình kiểu hồi nào nhà anh thì không biết quên tao mặc quần jean có mặc quần chi gia đình em xin đây này xin đây bà tỉnh mà bà này bà tao chưa phê đâu một lâu yên tâm nếu những cái đoạn phê này không lên trên mạng đâu yên tâm anh yên tâm anh yên tâm không có nghĩa anh nhập cấp không phê con không phê thì anh em mình liên kết nó dễ sập thế thì con người thật thẳng hay luôn đáng thế trời ơi! 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 Ông chưa? Ông nói thật, bọn em sắp về rồi. Một quả một kia cũng được. Vui mà. Đi không? Đi. Đi. Đứng. Chứ đẹp giá. Tao tưởng mày sành sướng ra đất nung. Trời ơi. Chết rồi. Bẹ ai mà gầy chết ra được. Giờ nó có lối. Nó có lối nó tỉnh cái. Nó có lối nó tỉnh cái. Chị anh có biết không? Bây giờ anh mới biết nó chết. Từ khi nó chìm mẹ kiện tôi. À thế à? Bây giờ anh mới biết nó chết. Anh có biết đâu? Bây giờ em nói anh biết đấy. Làm tôi chơi nha. Thô. Tôi giảm lâu. Tôi giảm mẹ đi. Lâu. Anh cứ hả? Không chơi được. Không chơi được. Thế thì chơi. Thôi giảm anh. Giảm.